trời cho tao là 2,5 triệu. Bình Đông phía trên xin chào cả nhà xem kênh. Hôm nay Bình Đông cũng đi hơi xa. Ở đây thuộc huyện Tân Thạnh, trại giam Thạnh Hóa, qua trại giam Thạnh Hóa nha nè. Này trại giam là thuộc nằm ở trong cái bộ phận của Tân Thạnh nè. Ở đây thuộc huyện Tân Thạnh. Anh Đông đang chia sẻ điểm câu này là thuộc huyện Tân Thạnh, xã Nhân Hòa Lập nha anh em, xã Nhân Hòa Lập. Thì ở đây nói chung là chia sẻ thì một phần nhỏ thì biết, những anh em đi rồi thì biết, còn những anh em mà xa thì không có biết cái điểm này ở khu vực này. Giống như là người ta không phải là không biết, ít đi á anh em thì không có hình dung được. Thì giờ đại khái là anh em đi Thạnh Hóa xuống đây, thì mình qua thị trấn Thạnh Hóa xuống đây khoảng 15 km nữa thì nó qua huyện Tân Thạnh nha anh em. Đó thì bây giờ anh Đông chỉ chạy vào đường khúc thì cắt video cho anh em coi cái bảng hiệu này ha. Thì Thanh Đông câu vòng vòng ở khu vực này, thì anh em tới đây thì tới cái khu vực ta mình câu rồi nha anh em. Rồi thì tới đây anh em cứ tìm cái điểm nào anh em thấy cá nó quợn hay nó ụp mà anh em giữ á thì anh em câu. Tại vì Thanh Đông tới đây thì nó nhiều điểm câu quá, Thanh Đông câu 3-4 chỗ thì cũng khu vực này. Cho nên là Thanh Đông năm na là chia sẻ cho anh em ở khu vực này để anh em đến tìm hiểu và câu ha. Thì Thanh Đông có quay cái tấm bảng rất là kỹ để cho anh em xem. Đó, kênh bên này nè anh em. Nói anh em có thể chạy sâu vô mấy kênh này thì nó dài thòn rồi nè, chạy hoài cũng không hết đâu. Nó ngã ba ngã tư nhiều. Thì đến khu vực này thì câu nha anh em. Không mất thời gian anh em nữa thì tới đây thôi, Thành Đồng sẽ kiểm tra chỗ nào được móc cần câu nha anh em. Chuẩn bị vô vụ nha anh em. Xe Thành Đồng để đăng kia, cầu này khá cao thì nước ở đây nó nói chung ra thì nó vàng nha anh em, nó không có trong. Chúc Thành Đồng chạy vô cái đường hàng chuối này mình cầu không được, qua kênh bên kia nó nói chung là ngã tư kênh mà anh em, chỗ nào mình ra cái được thì mình cầu ha. Rồi chuẩn bị Thành Đồng xuống cần nha anh em. Thấy chỗ này mát mát, chui vô mấy cái chỗ mát mát, mấy chỗ kia thấy cũng ngon mà nắng quá. Bên này bút chút rồi. Nhất nữa nè. Đông làm 3-4 cần cho nó có số lượng anh em. Nó không có số lượng. Bút 3-4 cần xuống luôn.
Rồi. Quánh càng trong càng hoài anh em. Quá đã. Tại vì ông thấy nó nét. Quay cho anh em xem. Bằng dép luôn. Cái quái ăn nó cái quái. Ông ngồi cái bát đi. Quá rồi. Ông cái bát đi. Bát con nào con nấy hết hồn rồi đó. Vô nè. Hết.
khác bự bự gồng anh em luôn. Biết này vô bự 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 đã nè. Làm ba bốn cần thì có số lượng anh em, câu phải chơi vậy. Rồi sấy anh em, trời ơi cá bự sấy uổng quá anh em ơi, cá lát banh kỳ. Giật chậm quá làm không kịp anh em ơi. Lên cái thằng này ăn luôn nè. Lên cái kịp giật luôn. Cái đồ bỏ xuống cái đồ bự câu trùng này nè quá là bước
quá trời. Bên này nhấp rồi nè. Làm không kịp với nó. Tôi bây giờ này nhẹ khi thấy mạnh như trâu tay à. À bữa nay mới quá trời cà phê nó mang một cà phê quá trời nó mang đi đã mấy cà rô không à cà phê nó mang điểm rô ha phê nó mang cái có cà phê nó khôn quá nó không mang cà rô bự 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 cà phê không có quá đã rồi cái rồi đọc không lát thôi thấy thằng lát này. Giúp giúp ấm 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 nè không thắc lát luôn quá trời bự bự không vô em
Chưa kịp bỏ con cá này vô nè. Ôi ôi cá rô bự. Quá trận cá rô rồi. Đập mày luôn. Rô bự bự. Cái gì đâu anh em ơi. Vừa về nè. Vừa về. Chào anh em nha. Tối. Làm cuốn cần về. Chết quèo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.